Không nhắc được. Không nhắc là cô xỉu rồi. Cuối giờ cô xỉu Cảm ơn con nha. Không nhắc là từ hôm nay là siêu. Con mà không nhá, cô lại ngồi một mình, ngồi dậy một mình cô. À, hôm trước bị lần rồi đúng không ta? Đúng rồi, hôm trước cô kể cho con đấy cô. Trời ơi, hôm trước cô bị mấy lần rồi. Hôm lần là mấy cô bị gì đó thoát ra là cô quên mất. Trời ơi, cảm ơn con, công đức vô lượng, không là xỉu nữa. Câu số 5 nè. À, cô mời Phương Thảo nè. Cô đang còn chưa biết làm gì ạ. À, tính từ của nó là gì nha? Quên rồi hả? Tính từ của nó là gì đây? Ngọc Diệp. Cô là Endless. À, endless nhé. Những ngày vô tận. À, những ngày mà không ha. Quý du khách có thể tham quan những ngày vô tận, tức là không có giới hạn thời gian. Rồi, number 5, number 6, Khánh Chi nè. Danh từ. Entertaining ạ. Entertainment, danh từ nhé. Entertainment. Number 7, Quỳnh Anh. Hôm nay cô là năm C là Legendary. Legendary, Legendary. Tính từ ha, Legendary, vùng đất, huyền thoại, tiếng đạt. Danh từ của fly là The call là flighter. flight, chuyến bay. Number 9, tính từ của spectacle. Spectacle. Ngọc Diệp. Con the call là Còn nhớ không? Spectacular. Lát nữa cô ngồi cô gõ lại, nó bị mất cái bảng đó rồi. Nãy cô văng ra xong rồi nó mất cái bảng luôn rồi. Quật nó không có lưu. Ôi, có nè. Ở đâu vậy? Đấy, nó có lưu nè. Rồi đóng máy nữa rồi. Hôm nay bất ổn quá. Đây, có lưu. Em quán. Em chút nữa là ngồi gõ lại nguyên bản luôn. Cô ơi, cô con tưởng là cô có cái ghi ghi trước thôi, nghĩa là kiểu cô có cái video trước ấy cô, thì cô đã ghi hết ra rồi mà cô. Lúc cô đăng lên thì cô chỉ cần gộp hai cái video lại xong rồi là cô chụp ảnh cái màn hình của cái bảng kia mới được. Nó hơi mờ ấy. Nó hơi mờ. Cũng được. Cũng được. Mình nó hơi lâu. Chứ là ok. Nó cũng có video. Nhưng mà kiểu nó phải kéo lên kéo xuống á. Được không? Nãy cái bảng nó to á. Cô phải kéo lên kéo xuống. Rồi câu cuối cùng phát nào. Dạ, em biết cô là attractor. Danh từ là attraction nhé. Attraction, mà chỗ này mình có từ many, many thì số nhiều cho cô, thêm s vào, attraction. À, thêm s rồi. Rồi, làm bài tập này nè, 2 phút, bắt đầu. 2 phút nha.
Ok, bật mic lên đọc cho cô nè. À, prepare to Unreasonable. me. Unreasonable. Unreasonable. Universal. Universal. Unit. 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 Eucalyptus. 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 Honorable. Honorable. X-ray. X-ray. UFO. 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 T-shirt. 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 Happy girl. Happy girl. Happy girl. Happy girl. H bomb. Fish bomb. Elephant. 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 Hospital. 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 BBC program. BBC program. UNESCO worker. UNESCO worker. Number one, two. Number one and number two thì anh nào? Anh. Nó cô có một là Unreasonable. Number two. anh ạ. Universe. Phương Thảo number 3, 4 nào. Unit. Nhá, mình đọc là you thì nó là chữ giờ. You thì đọc là chữ giờ. Giờ thì sẽ là nhá. Number 4. Nãy cô cho đọc là chữ gì? Eucalyptus. Eucalyptus. Cái âm này nó là nguyên âm nhưng mà phiên âm của nó là chữ U. Chữ U là phụ âm á. Eucalyptus. Yeah. Thánh chi nào? Five and six. Dùng anh. Honorable. O là âm nguyên âm. Honorable. Number six nào. Anh. Anh X-ray. Ví dụ mình có từ umbrella là mình đọc là thì chỗ này sẽ là an umbrella. Nhưng nếu như cái chữ U mà mình đọc là gì? University, mình không có đọc là yêu mà mình đọc là U. U thì sẽ là chữ giờ thì mình dùng chữ ha. Minh Hằng nè. Con Seven. là UFO ạ. UFO number 8. Minh Hằng number 8. Con tôi cô là t-shirt. T-shirt. Quần anh. 9 and 10. Con cô à. A happy girl. Number 10. Chữ này mình đọc là gì? Mình đọc là H. H. Vậy thì nó bắt đầu bằng một vậy? Nguyên âm thì sẽ là an ga an H bomb. Anh Tùng nào? L an elephant number 12. Chữ này đọc sao? Hospital là nguyên âm hay phụ âm? Phụ âm hospital là chữ hờ mà thì dùng khi nào cái chữ hờ mà nó đọc nó bị âm câm, ví dụ cô có từ hour, từ này đọc là hour thì chỗ này mới dùng an hour. Còn cái chữ hờ ví dụ như từ hát là âm hờ thì nó là phụ âm thì đọc chữ hờ. Tức là khi mình dùng ở in là mình sẽ tính phần phát âm nha, chứ không phải là tính cái chữ mình nhìn thấy đâu, tính phần phát âm á. Cái này đọc là hờ hờ hát, nhưng cái này đọc lại là hour, và chữ hờ ở đây là chữ âm câm. Âm câm thì mình tính là tính chữ hour, đây là mình giống chữ in.
Rồi câu 13, 14 tiếng Đạt nào. nó có là thì Bây giờ mình không sẽ chọn trên không không UNESCO không World Cup. Bài bài cho con nè. thằng này nói Không giỡn nha. Rồi sửa bài vào nè. Exercise 2 là bài số 2 nè. Khi nào dùng a? Khi nó đi với phụ âm nhé. Được chưa? Anh sẽ đi với nguyên âm nhưng chỉ khi nào mình đọc nó thành nguyên âm máy tính nha. Ha. Giống như lúc nãy cô bảo từ chữ chữ này là nguyên âm, đúng không? Nhưng khi mình đọc nè, unit là chữ giờ, university là chữ giờ. Ha. Chừng nào mới nó là gì? Umbrella thì mới là nguyên âm nhé. Còn mọi người nó ghi chữ yêu nhưng mà mình đọc là yêu giờ 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 thì là phụ âm ha. Rồi không điền gì hết thì ghi dấu ích cho cô. Không điền hết khi nó là một danh từ không đếm được nhé. Danh từ không đếm được thì không được dùng an, hoặc là danh từ số nhiều cũng không được đi với an. Danh từ số nhiều có s không đi với an nhé, bởi vì an nó chỉ đi với bao nhiêu, nó đi với một thôi, đi đúng với một thôi nha. Rồi phần này tính điểm nha, ví dụ sai thì sẽ mất điểm câu đó. Khánh Chi nè. Khánh Chi number one chưa? Number 2 là an actor ạ. Number one. Ờ ạ. A camera, an actor. Văn Khánh à. Number 2 là number 4 là x. Hay là x X. à, x times xem từ số nhiều. Tiếng Đạt nè. Nó có là x X flowers number 6. nó có là x X luôn. Phát làm câu 7 câu 8 cho cô nè. em nó có câu 7 là beautiful. A beautiful garden. Câu số 8 nè. What lovely children. À, children là danh từ số nhiều cho nên không được thêm Giờ nhé. là ít bỏ. À, là ít, không thêm. Không thêm chứ không phải là bỏ ha. Thùy Anh nào. Sau câu 9 là câu số 10 là À, a fast runner and a visitor. Anh Tùng. A teacher. Nói lớn lên, không điền. Câu số 12 nè. Tùng có 12. A child, một người nhé. Làm bài số 3 nè. Phương Thảo, number 1 and 2. A luxury restaurant, number 2. An accident. Ngọc Diệp. Con tôi cô là giờ ạ. À, the, đi với tính từ so sánh nhất ha, most. Number 4 nào. A garden, một khu vườn. Minh Hằng.
luxury A luxury restaurant, number six. Isn't airport. Thánh trên à? Black one ạ. Number eight. In the garden ạ. In a hay là in a đúng không? Dâu ạ. In the garden. Lý do là vào khu vườn ngồi đi, và người nói và người nghe đều biết khu vườn ở đâu nhé. Rồi. Thùy Anh nào. Câu chín là tờ, câu mười là cơ. Câu số 9 là ờ nha. Một tuần sau nhé. A week after next week. Lần này bị thiếu từ week rồi. À, một tuần. Rồi. Number 10 là the teacher. Bài số 4 nè. Tiến Đạt. Còn nữa cô là ở cát. Cat. Đấy là ở bên đó đã phù hợp cho một Bài người số đã. 5 chưa? Quỳnh Anh nào. Còn nữa cô là a girl wearing a dress is beautiful. À, thứ nhất là A một cái váy, girl. một cái váy mà cô gái mặc cái váy đó, thì cái váy đó đã chỉ cho cô gái rồi, đã xác định cho cô gái là dùng the nhé. Câu số 4 nào. Quỳnh Anh câu 4. Cô là câu 4 là he is the Gallant boy. Most so sánh nhất dùng the. Phương Thảo. most. The church. Đi tới nhà thờ. Number six nào. Đây ạ. It Taylor Swift tên riêng không dùng màu tờ. Câu số 7. Ngọc Diệp. Seven and eight. Con thưa cô là Chính phủ dùng the. Chính được phủ the government. O là tính từ nè. ăn bao ạ. Ô là gì con? Old là già, thêm chữ the vào. Được. Tổng tính từ ra một nhóm người là người già. Number 8. Ít lắm. Football. It. Môn thể thao không dùng mọi từ. Pháp nào? Nước Mỹ có thêm the không? Dạ, yeah, em cho cô là United States dùng gì? The United À, States. the United States, tên của nước Mỹ nha. Trong chữ the có tên. Câu 10 nào phá. Canada. Tên nước Canada. Tên nước Canada. Tên nước có thêm không? Tên nước có thêm không? Hả? Ví dụ Việt Nam là Việt Nam hay là The Việt Nam? Dạ em cho con là không thêm. À không thêm nhá. Nhớ tên nước là không thêm. Chỉ có cái nước là The UK với lại The USA là tên nước của nó. Trong cái tên của nó có chữ The cho nó ngầu. Đây là tên của người ta luôn. Còn hầu hết tất cả các nước trên thế giới đều không có mẫu từ nhé. Ví dụ như là Việt Nam. Chả ai nói The Việt Nam cả. À. Bài số 5 nè. Trời bài này nhiều á. Có từ nhiều thế. Vân Khánh. Number 1, Như cô number one là
the và number two là the. À, thứ nhất là bạn thích cái nào thì cái này hay cái này? The red one hả? The red one. Bạn thích cái nào trong số hai cái này? The red one or the green car? Rồi, người thứ nhất, so sánh nhất nè. The first person. Thùy Anh. Con dùng dơ. The boy. Lý do là đằng sau nó có giải thích là người con trai đó làm gì nhé. Cho nên nó đã xác định rồi. Nhớ nha, đằng sau nó có một cái mệnh đề giải thích người đó đang làm gì thì sẽ là xác định. Number four. Con không điền. Không điền, plan. Không điền. Không điền luôn. Tên phương tiện không điền. Quỳnh Anh nè. Con là hiểu con. Tên đường không ghê mà tên. Câu số 4 nào. Patience là sự kiên nhẫn. À Sự kiên không. nhẫn được không? À không, không đếm được. Đóng một vai trò quan trọng nè. À Role. không. Role là vai trò nè. Dùng hay không dùng? Vai trò đếm được không? Có nghĩa không. Đếm được. Thành công là không đếm được. Ha. Thành phát nè. Dạ em chúc cô first chance. The first. Thứ nhất, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba phải có the. Rồi, đi tới châu Âu nè. Dạ Europe. em là bỏ. Không dùng mọi từ. Câu số 8 nè. Phá câu 8. Beautiful pen, một cây bút nè. The beautiful. Tôi có một cây bút thì dùng anh Tông nè. Sữa, milk, có đếm được không? Hả? Không, rồi, không dùng mọi từ. Việt Nam. Tông, Việt Nam. Không thêm. Country là một đất nước. Có dùng mọi từ không? Dùng mọi từ gì? Một đất nước là dùng mọi từ gì? Một đất nước nhé. Làm bài số 6 cho cô nè. Mọi bạn làm một câu nha. Phương Thảo number one. Bà ấy câu A hả? Nôm mà từ hả? Rồi, nếu như mình nói là go to school là tôi đi học nhé, còn go to the school là tôi đi tới trường để làm việc khác chứ tôi không đi học. Nếu con có chữ the là con đi tới đó con làm việc riêng nhé, không có đi học. Đi học phụ huynh, đi gặp giáo viên, đi gặp crush hả, đi gặp hiệu trưởng, đi làm lao động. Đi tới trường mà không phải để đi học thì sẽ dùng chữ the. Vậy thì bà Lan tới trường để gặp giáo viên của con bà ấy. Bà ấy không phải là học sinh nhé. Khi nào mình là học sinh thì mình là go to school. Còn mình đi tới đó. Rồi, go to the school. Number two nào con này. Đây ạ. Xe. Go to a church. Ông này đi tới nhà thờ để sửa cái mái nhà. Đi tới nhà thờ nhé. Go to the church để sửa mái nhà. Câu B. Ngọc Diệp nè. Con thưa cô là giờ. Go to the prison. Nếu mà mình phạm pháp á, mình go to prison nhé. Nếu mà mình phạm pháp là mình sẽ đi tù. Còn mình không có phạm pháp, mình đến tới đó mình thăm tù nhân. Thăm bạn tri kỷ. Từ kiếp trước chưa bao giờ thấy mặt mà bây giờ tới thăm đó. Thì mình sẽ thêm chữ the. Mình không có phải là tù nhân. Khi mình là tù nhân sẽ là go to prison. Còn mình go to the prison thì mình tới đó mình làm cái việc khác, mình không có đi tù. Hỏi đáp án là the.
Câu số 4 là gì? Con thưa cô, có bốn con để là giờ và giờ. À, newspaper nhắc lần 1 nè, nhắc lần thứ 2 và magazine nhắc lần thứ 2 đều dùng the. Minh Hằng nào. Con thưa cô là A, a cat, a dog. Tôi có một con mèo, một con đó. Câu số 6 nè. Minh Hằng. Con thưa cô là we live in a big house in the middle of the village. À, cấu trúc mà có chữ ọt thì mình phải dùng chữ the nhé. Còn sống trong một ngôi nhà thôi sẽ là in the middle, ở giữa ngôi làng. Khánh Chi nào. I'm looking for a job. Did Mary get a job she applied À, đầu tiên là dùng chữ O bởi vì nó nhắc lần đầu. Lần thứ hai, nhắc lần thứ hai nhé. Dùng chữ the. Câu số 8 nào. J. for? Did the police find a person who stole your bicycle? Vế đằng sau là người đánh cắp chiếc xe, là vế đằng sau nó giải thích miêu tả cho người đằng trước nhé. Chỗ này xác định rồi, cái vế đằng sau làm nhiệm vụ xác định cho cái từ đằng trước, cái người đánh cắp chiếc xe chứ không phải là đánh cắp cái gì đó, là cái vế đằng sau giải thích cho đằng trước rồi, gọi là xác định. Police là nhóm nhé, danh từ chỉ một nhóm người, dùng chữ the. Thùy Anh nào. Là cô số 9 là và giờ có người là và giờ. Meal. Meal là một bữa ăn ha, nhà hàng mà chúng tôi tới. Chúng tôi tới cái nhà hàng đó. Thì chúng tôi tới giải thích cho cái nhà hàng đó. Câu số 10 là gì? Giờ. Avatar. Một tờ giấy ha, note, một tờ giấy, payment, vẽ hàng. Bạn nào dùng đáp án là cô cho chế phạt nha. Câu 11 nào. Anh Tùng. À, the first space là không gian, có dùng mở từ không? Có dùng mở từ không? Không nhé. Không gian là không dùng mở từ nhé. Into space. Câu 12 nè. TV nè. Không gì. Không dùng mở từ. Cinema. Không gì. Hả? Không dùng luôn Giờ hả? The. Ai nói the? Bác hả? Tiếng đàn nè. cô là câu 13 thì thứ nhất là giờ, thứ hai cũng là giờ. Lunch không dùng mã À không, từ. thế Bye. gọi tiếng không. À Không, mất đơn. điểm, mất điểm, mất điểm. Câu 14. Peru is như này, thứ nhất là và ngày thứ hai là giờ. The capital, capital, thủ đô của cái nước đó, thủ đô của Peru. Nói thế thủ đô là nằm trong Peru là mình biết rồi nhé. Rồi. Văn Khánh nè. Listen to. Như cô 15 là để Listen to the radio. I haven't got. Cái vé sau là gì?
hả? Được. À, tôi không có nha. Listen to the radio là cụm của nó. Còn cái vế sau là tôi không có một cái radio nào cả, dùng chữ ờ. Câu 16 nào Văn Khánh? Thưa cô, câu 16 là See, the sun là duy nhất, the sky là duy nhất nè. Minh Hằng. con thưa cô Rich là giàu, poor là nghèo. C. Câu C, thêm chữ the và đi với tính từ là nhóm người, những người giàu và những người nghèo. Câu 18 nào. Unemployed, thất nghiệp. Con thưa cô là Câu D, không dùng mở từ. Rồi, unemployed, tính từ đi với mở từ, tạo thành một nhóm người, những người thất nghiệp. Quỳnh Anh nào. cô là câu 19, quan trọng từ. À, dead là chết. The dead, những người chết. Câu 20, sick, bệnh. Chọn từ. À, the sick, những người bệnh. Rồi, nghỉ 5 phút. Cô cho nghỉ 33 đúng không? Cô cho nghỉ 7 phút. Cô cộng điểm hai nhóm. Nghỉ 7 phút nhé. Nhóm của Đạt nha, nhóm 1. Nhóm 1 hiện tại là 31 điểm. Trùng hợp ngẫu nhiên người ta. Nhóm 2 cũng 31 điểm luôn. Được. Hôm nay nhóm nào thắng thì sẽ được miễn bài tập về nhà.
Rồi bậc cam đang học bài tiếp nè. Trong tiếng Anh mình có âm nhấn của từng từ, thì câu thì nó sẽ có ngữ điệu, ngữ điệu của câu hỏi như sau. Câu hỏi có hai dạng, câu dạng hỏi thứ nhất là câu hỏi yes no, được chưa? Và khi ở hình thức câu hỏi yes no thì ngữ điệu sẽ đi lên nhé. Do you like it? Do you like it? Được chưa? Câu hỏi thứ hai là những câu hỏi có từ để hỏi bắt đầu bằng chữ W. Hả? Thì mình sẽ ngữ điệu làm sao? Đi xuống. Nhá, những câu mà có từ để hỏi when, what, where, how gì đó. Thì sao là gì? What do you like? Hả? What do you like? Bạn thích cái gì? What do you like? À, từ trên đi xuống nè, what do you like? Nhưng mà câu hỏi có từ để hỏi cái từ mà just no question thì sẽ là đi lên. You like it? Được chưa? À, tiếp. Trong một câu, nếu như câu đó kết thúc bằng một dấu chấm. À. Thì mình sẽ đi xuống. Nhớ nhé. Câu mà kết thúc bằng một dấu chấm thì mình sẽ đi xuống. I like bananas. I like bananas. Không có đi lại banana nữa nha. I like bananas. Để xuống. Rồi trong này nhìn cho cô nè. Track 17. Nhìn vào đánh dấu đi lên hoặc đi xuống cho cô nè. Nếu mà đi lên thì đánh dấu đi lên nhé. Cô làm mẫu nè. Do you like pop music? À, câu này có từ when, từ để hỏi. Mình đi xuống cho cô. Đánh cái dấu đi xuống. When do you go shopping? Rồi 1 phút đánh nè. Câu hỏi yes no thì đi lên, câu hỏi có từ để hỏi thì đi xuống. Chị làm bài đi. Sao nhà sao đánh răng ngoài vậy chị? Làm bài chưa? Quỳnh Anh đọc cho cô number 3 and number 4 nè. Và cô number 3 là What do you do in your free time? Is Mary a basketball player? Tiếng Đạt number 5 and 6. Cô là what does she go to school? What time does she go to school? Number six. Do you brush your teeth 3 times a day? Three times a day. Đi lên chứ sao đợi ở đây đi xuống vậy? Thùy Anh nào. Seven and eight. What do you watch on Netflix? Ừ. Do they play in a formal orchestra? Orchestra. Number 9, anh Tùng nào. Talented. Are Challenge you a... challenge Đi lên. Are you a talented boy? Number 10 nào. What do they do in the morning? What do they do in the morning? What do they do in the morning? Trả lời câu hỏi nè. Number 1, Ngọc Diệp. Do you like Yes, I pop music? Number 2, Văn Khánh. When do you go shopping? Văn Khánh đâu do. rồi? When do you go shopping? I go shopping 3 times a week. À, như nào? Buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều hay buổi tối?
morning. In the morning. What do you do in your free time? When I'm Nó gọi là I always play I always play basketballs. Khánh Chi, is Mary a basketball player? Khánh Chi, is Mary a basketball player? Câu này trả lời làm sao? she isn't. No, she isn't. Phương Thảo, what time does she go to school? She We go to school at mấy giờ? Gắn giờ vào cho cô nào. Số giờ dưới nó sao? At 6:30. Thùy Anh, do you brush your teeth? Do you brush your teeth 3 times a day? No. Yes or no? No, I don't. No, I don't. Right. Phát nào. What do you watch on Netflix? Xem cái gì trên cái kênh này đây. Want cut. I Cut. cartoon. Does she play in a famous orchestra? Orchestra dàn nhạc nổi tiếng nào. Tiếng đàn. Does she play in a famous orchestra? Con là no see dần. No, she doesn't. Are you a talented boy? Are you a talented boy? Ngọc No, Diệp. Ngọc Diệp. I am not. No, I am not. What do they do in the morning? What do they do in the morning? Minh Hằng à? They. Minh Hằng. They often do their housework. Rồi mỗi bạn, một bạn hỏi, một bạn trả lời nha. Thùy Anh, Phương Thảo. 1, 2, 3 nè. Thùy Anh ask, Phương Thảo answer. Do you like pop music? Yes, I do. When do you go shopping? I go shopping in the morning. What do you do in your free time? I always play basketball. Next one, Khánh Chi, Minh Hằng. Khánh Chi ask, Minh Hằng answer. Con Is Mary a basketball No, she isn't. What time does she go to school? She go to school at 6:30. Do you brush your teeth 3 times a day? No, I don't. Quỳnh Anh, Văn Khánh. What do you want on Netflix? Cartoon. Orchestra. Orchestra.
No, Are you a teenager? doesn't. What do you do in the morning? They often do their homework, housework. Quỳnh Anh chỉnh mic nha, mic Quỳnh Anh nhỏ quá ha. Rồi gạch chéo từ khóa cho cô nè. Number one, Ngọc Diệp. Con thấy cô là Kiwi Kiwis, còn gì nữa? Australia Australia, and New New Zealand. Number two, Tiến Đạt. Zealand. Con thấy cô là Kiwi Kiwi. Cho với cả Quỳnh ạ. Tail, cái cạnh, cái đuôi. Tail là Theo cánh. đuôi Tail, no wings, không có cánh. À, Thùy Anh nào. The girl sleep Sleep during the day. during the day, ngủ ban ngày. Light Light hurts eyes, bởi vì ánh sáng làm hại đến mắt của nó. Minh Hằng. Con thơ không là con thơ em đi à, con thơ cô là con thơ em đi trong lớp con kim chưa Do not want Kiwis leave. Number five, Văn Khánh. cô là The Kiwis Bird, nó có phải là một loài chim kỳ lạ hay không? Rồi, nghe lần một nè. Nghe lần một nhé. Nghe rồi đánh đúng hoặc là sai nha. Listen and do the tasks followed. Exercise 1. Listen and decide if each statement is true or false. The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have feathers like other birds. Its feathers look like hair. Each foot has four toes. Its beak is very long. A kiwi likes to have a lot of trees around it. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. It can smell things very well. It smells things better than most birds do. The kiwi's eggs are very big. There are only a few kiwis in New Zealand now. People do not often see them. The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwis to live. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called kiwis. Kiwi là con này nhé. Con này là một Exercise 2. kiwi. Listen again and complete the sentence. Rồi nghe lần 2 nhưng mà lần này cô cho nhìn script nè. Cho nó dài hết. Hot kiwi. Ở đâu đó nhỉ? Cũng đâu có dài như vậy. Long, big và Kiwis.
Đều bị cắt bớt rồi. À, nhìn cho con nè. Number one, true or false nè. Answers. Listen and do the tasks followed. Exercise 1. Listen and decide if each statement is true or false. The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have feathers like other birds. Its feathers look like hair. Each foot has four toes. Its beak is very long. A kiwi likes to have a lot of trees around it. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. It can smell things very well. It smells things better than most birds do. The kiwi's eggs are very big. There are only a few kiwis in New Zealand now. People do not often see them. The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwis to live. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called kiwis. Rồi, bây giờ cô bấm cho cô ghi. Exercise 2. Cô bấm dần chỗ nào thì mình lập cho cô cái cụm mà mình nghe được nhé. Được chưa nào? Ở trong này cái phần script nó dài quá, nó không có đúng với cái bài của mình nè. Listen again and complete the sentences. Listen and do the tasks followed. Exercise 1. Listen and decide if each statement is true or false. The kiwi lives only in New Zealand. The kiwi only lives in New Zealand. New Zealand, vậy là câu 1 đúng hay sai? Sai. Sai, có New Zealand thôi, con này sai nhá. Rồi nghe tiếp nè. It is a very strange bird because it cannot. Is it a very strange bird? Strange bird, đó là một loài chim rất là kỳ lạ, vậy là câu số. Bao nhiêu á? À, câu số 5. Câu số 5 đúng ha. Not fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It has no wings or tail. Tức là nó không có gì. Nó không có có cái. Và nó cũng Đúng. không có tail luôn. Nó không có tail luôn. Wings or tail. Tức là không có cái này. Cũng không có cái kia luôn. Câu này sai nhé. Rồi. It does not have feathers like other birds. Its feathers look like hair. Each foot has four toes. Its beak is very long. A kiwi likes to have a lot of trees around it. It sleeps during the day. It sleeps during the day. Because the sunlight hurts its eyes. Because the sunlight hurts its eyes. Đúng hay sai ra? Đúng. À, câu này đúng á, bởi vì ánh sáng mặt trời làm đau mắt nó, cho nên là ban ngày nó sẽ ngủ. It can smell things very well. It smells things better than most birds do. The kiwi's eggs are very big. There are only a few kiwis in New Zealand now. People do not often see them. The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwis to live. New Zealander want their kiwis to live. Vậy thì câu này đúng hay sai? Con này đúng hay sai? Con này sai nhá, bởi vì người ta muốn nó sống, con này nói là không muốn nó sống, vì con này sai. Rồi sửa bài vào. Rồi bài tiếp theo nè. À, nó chỉ sống ở New Zealand thôi, cho nên mình điền từ gì nhỉ? Từ gì đó? Sống là gì? Lips. À, lips.
Tiếp theo nè, nó không có, nó không có gì. Any Nó không có wings, nó không có wings là khác nhá, như những loài chim khác, tức là nó không có feather. Feather là lông mao, lông vũ đó, lông vũ nhé. Rồi, nó không có lông vũ như những loài chim khác, lông của nó như lông mao vậy đó. Lông vũ là lông không thấm nước nhé. Lông vịt với lông chim là không thấm nước, còn lông mao là lông của mình đó. Thấm nước. Rồi. Number 3. Nó là loài duy nhất trên thế giới có thể làm gì nhỉ? có tay. Hả? It's the only bird in the world that can. Cái để cô bị sai rồi. Câu số 3 trong sách của mình là nó có thể ngửi được nhé. Chim mà không có ngửi được nhưng mà nó có thể ngửi được. Smell things. Trong sách của mình là Kiwi can smell better than most birds do. Rồi, nó có cái gì rất lớn này. Cái gì của nó rất lớn nha. Đúng ạ. Của nó rất là to nè, thấy chưa? Chân chân voi á. Rồi. Người ta chụp hình của con kiwi ở trên cái gì của New Zealand đi. Của mình đi á. Rồi câu hỏi đố vui nè. What is the national flowers of Wales? Hoa, quốc hoa của Wales là hoa nào đây? Biết không? Quốc hoa, từ nào chỉ tên hoa nè? Flower. Daffodil. Đúng rồi, daffodil. National symbol of the USA, biểu tượng quốc gia của nước Mỹ là con gì? Con gì á? Nó bắt angle. Angle, the bald eagle, con đại bàng đầu trắng ha. Dragon on the flag, nước nào mà có hình con Canada. rồng Anh hả? nhầm. Nước nào? Canada hả? Well, Ở Wales, đúng rồi, sao biết hay vậy ta? Rồi. hình như con sẽ bằng đá mà. Quá giỏi luôn. Capital của New Zealand là nước nào? Là capital là thủ đô nè. Thủ đô của New Zealand. Wellington. Đúng luôn, Wellington. Rồi. Người thổ cư sống ở đâu? Nada. Canada hả? À không. Australia. 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 Con linh vật của đất nước Canada là con gì? Linh vật. Beaver. Beaver, con hải ly, beaver. Oh. Có bao nhiêu đất nước, nói tiếng Anh nè. 75. Seventy five. Nước châu Mỹ được phán được được khám phá. Sense. Sense. C đúng rồi. Rồi, nước nào có hai ngôn ngữ chính thức? Canada. Canada. Thì còn lại sẽ là thành phố lớn nhất có tên là Glasgow. Câu hỏi về địa lý xỉu. Ở câu 10 là gì ấy cô đánh vàng ấy mình khó. Câu 10 là Glasgow của A ha. Rồi cả lớp nhìn vào màn hình đọc cho cô nè. Popular. Popular. Halloween. Halloween. Strange. Again. Unusual. Usual. Customs. Costume. Look like. Lắm Famous. Famous. Dressing up. Directional. Price. Right. Rồi, làm bài này cho cô nè. Bài này quen lắm.
đã từng làm một lần rồi. Câu có điều là câu hỏi nó hơi thay đổi một chút thôi ha. Từ thứ nhất là one of the most popular days. Rồi Halloween happened khi nào? Câu thứ nhất từ is là câu hỏi yes no nha. Number 3, what young children do after dark? Number 4, who also enjoy dressing up? Number 5, what children given, nó được tặng cái gì when they knock on the neighbor's door, khi mà nó gõ cửa nhà hàng xóm thì nó được cái gì? Cho cái bạc tai đúng không? Tới nhà người ta gõ cửa, úp cái bạc tai liền. Có cái gì á cô? Có cái gì? Nói gì? Rồi trong sách nào? Có cái gì? Bạc tai hay gì á cô? Ba cái gì? Number one. Number Đầu one. tiên. Dòng đầu tiên. Đúng rồi. Rồi cái ghi điểm nha. Dòng đầu tiên nói cho cô dòng ở đâu là có điểm nhá. Đây. Bạn tâm linh thì cô ổn. Ta. Cô hỏi các bạn tâm linh thì cô ổn. Ngày nào bật mic nhá. Tắt mic nè. Rồi phát. Hồi nãy là hai đội đều 31 điểm nha. Bắt đầu tính nè. Phát rất hoàn. Number 2. Phòng 2. Phòng số 2, đáp án là gì? On October À, 30. October 31, Thùy Anh. Number 3. Dòng số 4 số 5. Điểm số 4, số 5. Có không? Rồi. Lean up the door and shout. Trick or treat. Phát nè. Number Đúng four. Who also enjoys. Đáp án cho cô luôn. Điểm số 7. Rồi. Adele also enjoy dressing up for Halloween. Anh Tùng. Không nào. Đáp án là gì? The children are given Candy. candy, đúng rồi, nó được cho candy nhá. Ai mới nói candy á? Con ạ. Thùy Anh. Rồi sửa vào trong sách nè. Đi thi là nhớ. Câu 1 dòng số 1 nó hỏi có phải hay không nhé. Thì câu này sẽ là yes nhé. Yes it is. Number 2. It happens on October 31st. Number 3. Number 3 được đánh dấu trong sách đi ha, không có đủ chỗ ghi đâu. Young children put on there gì đó cho tới trick or treat, cho kẹo hay bị kẹo đó. Đẹp trong sách luôn nha, chỗ đây không đủ chỗ để ghi. Number 4, adults, người lớn. Rồi, also enjoy dressing up for Halloween. Number 5, the children are given. Người ta hỏi được cho gì thì trả lời là được cho nhé. Some candies. The candy thêm S cho cô nhé. Candy cho em thêm S cho cô nào. Candies. Bởi vì candies tính được ha. Rồi là bài số 3 nè. Bài số 3 nè. Gạch dưới từ khóa cho cô nhé. Đi thi thấy nó dài kệ nó, cứ là gạch cứ dịch dưới từ khóa. Sau đó đi tìm đáp án. Rồi, where New Zealand? Nó nằm ở đâu nè? Number 2, when Maori first come to New Zealand? Lần đầu tiên họ tới New Zealand là khi nào? Number 3, autumn.
Author ear chữ này đọc sao trời? Author trong sách của cô bị sai rồi. Trong sách cô bị sai rồi. Altieria ha. Altiera. Altiera. Có nghĩa là gì? Tìm cho cô dòng có từ min nhé. Number 4. Where những người này sống ở đâu? New Zealanders live. Number 5. Why Auckland? Tại sao Auckland là một interesting city? Tìm dòng có nó và khoanh vùng chỗ đó. Bởi vì đi thi cô nhìn vào cái đoạn này cô sẽ không hiểu nổi ha. 2 phút nè. Về 3 phút tìm đáp án nhé. Nói cho cô nó nằm ở dòng ở đâu, sau đó đọc đáp án lên nha. Lần này cô gọi nhé, trả lời sai thì đổi bên cạnh, cô gọi đổi bên cạnh. Number one. Ngọc Diệp. Công ty cô là New Zealand located in the Southern Pacific Ocean. Ừ, dòng số mấy á? Tàu số 1 ạ. Dòng số 1, đúng rồi. Gạch dưới dòng số 1 nè. It is located in the Southern Pacific Ocean. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Number 2. Phương Thảo. Mercury Mario arrived from the Pacific in the 10th century, and by the 12th century, there were many Maori settlements along the coast of New Zealand. Ở đây có 2 mốc thời gian, vậy thì cái mốc nào là mốc khi người ta mới tới, là mốc thời gian nào? Chỉ có một thời gian thôi là gì? In the 3rd century and by the 12th century. Không, nó có 2 mốc thời gian mà người ta hỏi là lần đầu tiên tới là khi nào? Lần đầu tiên thì chỉ có 1 mốc thời gian thôi, là khi nào? In the 10th century. Đó, mình lấy lần đầu tiên là cái chỗ đây, còn cái khúc kia là nằm 1 phút sau rồi. Lần đầu tiên tới thì phải là tới cái thời gian trước nhé. Rồi đây, đây là lần đầu tiên nè. In the 10th century. Quỳnh Anh nè. Con nâng cô là câu số 3 là Otiera, Otiera. Có nghĩa là gì? ở cái dòng số Marine for New Zealand is azure which mean the land of the long white Ulterior. Ulterior means the land of long white cloud. Đáp án nằm chỗ đây ha. Thùy Anh nè. cô là in the North Island.
In the North Island. Dòng bao nhiêu á? Cô là dòng 9 ạ. À, dòng số 9 đúng rồi. Nó nói là most là hầu hết. Hầu hết thì là số đông nhé. Vậy thì 100% thì số đông tới 75%. Vậy đáp án sẽ nằm ở đây nhé. Hầu hết những người đó sẽ sống ở North Island. À, bởi vì 75 là số đông. À, 75 là số đông. 75% là số đông. Vân Khánh nè. Không được cô là Tại sao nó lại là interesting to live nè? population includes many different nationalities. Đúng rồi. Bởi vì dân số của nó bao gồm nhiều quốc gia, nhiều quốc tịch khác nhau, cho nên nó trở thành một cái nơi thú vị để sống. Nơi đó có rất là nhiều người nha. Có từ interesting to live nó nằm ở đây và lý do nó nằm ở trên đây nhé. Auckland's population includes dân số bao gồm nhiều nationalities, quốc tịch khác nhau. Bác sửa bài xong chưa? À, rồi. Làm bài cuối nào, bài 106 nào. Bạn nào làm được giơ tay nha. Number one, who can? Ai vô tay trước trả lời câu đó. Number one. À, có cái thư viện lớn trong trường của Lan, tiếng Đạt nào? Long school has a big library. À. Number two, Lan học toán rất giỏi. Giờ mình nói là Lan giỏi toán nè. Thùy Anh. Local là Lan is very good at math. À, very good at math. Number three, bạn thích môn nào nhất? Vân Khánh. The goal là what is your favorite Favorite subject. Number four. Thùy Anh. the goal là what about going swimming? À, go in, what about developing, à, go in swimming. Rồi cô check với cái tên đã. Vân Khánh. Thùy Anh. Tiếng Đạt nào. What is a very delicious birthday cake? Đây là câu cảm thán. Cộng tính từ cộng với danh từ. Coi dấu chấm than nhé. Number six. Sinh nhật của cô ấy là khi nào? What is her day tập gì đây? Đi cho cô một từ nữa nè. Bớt ạ. À đúng rồi, date of birth, ngày sinh nhé. Number 7. Nam làm việc nhiều hơn Lan, tức là hours là danh từ đếm được số nhiều, cho nên mình sẽ dùng trái nghĩa của nó là fewer. Lan làm ít giờ hơn Nam nè. Bạn nào đây? Đạt. Tiếng đàn nè. Local Land works less hour than Land work. Less là dùng cho danh từ không có s, còn danh từ có s thì dùng fewer. Đọc lại nè. Land works fewer hour than Land. Ok. Câu tiếp theo nè. Sông Ninh dài hơn tất cả những con sông khác. Thùy Anh. Nin River is the longest river in the world.
Là dòng sông dài nhất trên thế giới. Is the longest river in the world? Rồi. Thư viện trường có 5.000 quyển sách. Giờ mình nói có 5.000 quyển sách trong thư viện của trường. Các bạn khác đâu? Ngọc Diệp nào. Cô là there are 5,000 books in the school Thêm từ over nữa nhé. Number 10. Minh Hằng nè. Hà Nội có nhiều nơi thú vị. Giờ mình nói là có nhiều nơi thú vị ở Hà Nội. Cô là there are many interesting places in Hà Nội. Rồi, sửa bài vào nhé. Cô thu nhỏ lại màn hình nhé. Cô ở trên ghi kịp chưa nhỉ? Cô ơi, con làm cô 8, 9 rồi. À, cô chụp cái phần con một ở dưới nanh á, rồi cô đi này. Sửa bài xong chưa? Rồi. Rồi cô dặn nè. À, nhóm 1 thắng nha. Bây giờ là bài tập cho nhóm 2. À, hôm nay có từ vựng. Cô cho ghi, cô gửi từ vựng vào trong Zalo thì cả hai nhóm đều phải viết từ vựng nhé. Riêng nhóm 2 về ghi âm cho cô phần này. Nhóm 2 ghi âm cho cô sách em học giỏi nha. Trang 92 thấy phần grammar Ghi âm cho cô phần grammar phần này nhé. Được chưa? Từ đây cho tới chỗ đây luôn. Là nhóm 2 đó. Rồi hôm trước cô nói nhầm là hôm nay kiểm tra nhưng thực ra là ngày thứ ba tuần sau kiểm tra. Được chưa? Thứ ba tuần sau hả cô? Ừ. Sao Ơ nhưng mà vậy? thứ ba có học đâu ạ? Hôm Cô vừa nay bảo thứ ba cô nhưng mà nhầm thứ hai thứ ba của lớp kia cô nhớ nhầm thứ hai nhé thứ hai tuần sau kiểm tra ha để cô ghi homework về nhà nè.
Các bạn kia bài tập về nhà vào trong vở, nhưng mà đội nào thắng, đội một thắng đó, thì chỉ cần làm cái vòng đầu thôi, còn vòng số 2 không cần làm nhé. Bài tập về nhà. À, nhiệm vụ số 1, viết từ vựng. Viết thì phải ghi nha. Rồi nhiệm vụ số 2 là ghi âm. À, trang 92, 93. Trong sách em học giỏi. Vậy là nhóm 1 chỉ cần làm vòng đây thôi. Còn nhóm số 2 thì làm thêm vòng màu vàng nữa. À, riêng bạn Tùng được miễn. Lý do là nhóm 2 thua, nhưng mà bạn Tùng phát biểu rất là nhiều luôn. Cho nên Tùng vẫn được tính là chiến thắng nha. Được chưa? Nhóm 1 và bạn Tùng được miễn cái dòng số cột đây. Rồi, tất cả mọi người phải viết từ vựng và ghi âm vào đây. Rồi, cô ghi là thứ hai. Chứ cô tính nhầm. Tại lớp mình học sau một ngày với cái lớp kia. Thứ hai, ngày bao nhiêu nhỉ? Thứ hai là ngày 15. À, ngày 15 tháng 1. 15 tháng 1 làm kiểm tra. Được chưa? Làm kiểm tra lần thứ mấy nha? Lần thứ tư đúng không? Kiểm tra lần thứ tư. Các bạn nhớ cái ba mẹ in đề nhé. Lát nữa học xong rồi cô gửi đề vào trong lớp luôn. Hôm nay có một số bạn không học bài, ngồi trên lớp dự giờ thôi, không làm bài tập gì chân á. Ai hả? Ai hả? Con có nói vậy thôi. Con nói vậy đó, ai biết tự biết hả? À. À, có mỗi mình phát là chưa có điểm thi thôi, các bạn còn lại gọi, hôm trước ai báo điểm thi cho cô rồi thì thôi, các bạn còn lại gọi điểm thi vào trong hợp chat cho cô nè. Nhanh lên gõ nhanh rồi nghỉ sớm nè. Hoặc cái con gõ điểm thi để cô biết là cái lực học của con yếu chỗ nào, không là cô cho đề khó. À, Điểm lấy trên lớp bao gồm điểm trên lớp á. cô ấy chẳng còn không thi nói ạ. À, trường con không thi nói hả? Điểm cao thế. À, với con điểm này là cô phải tăng độ khó của đề lên mới được sao á. Không được trước ấy cô. Xong rồi là kiểu các anh chị khối 9 trường con thi thử vào 10 ấy cô.